xem. Kiên, tối hôm qua cậu không đưa Phương về tận nhà hay sao? Hả? Thì đợi chị dâu tới đầu hẻm rồi tôi đi về. Có chuyện gì hả anh? Ờ, không có gì. Tôi cảm ơn. Nghe máy đi Phương ơi. Phương ơi, anh xin em mà Phương, đừng làm chuyện nhà giàu cái Phương. Em ở đâu vậy Phương? Em ở đâu vậy hả Phương ơi? Nghe sếp. Kiên hả? Lập tức gửi cho tôi địa chỉ nhà Thanh gấp. Tôi biết rồi. Nghe nói nè Phương. Phương, nghe nói đi Phương. Phương, Phương à. Em à. Buông ra. Anh xin lỗi em mà Phương. Em nghe anh đi Phương. Anh xin lỗi em mà. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Xin lỗi em. Em phải tin anh. Anh không làm gì sai với em hết. Anh và Linh tình cảm chưa bao giờ có. Còn chuyện đó, anh thật không ngờ tới. Tình anh đi Phương. Anh năn nỉ em mà Phương. Nha em. Bỏ ra. Phương à. Bỏ Phương ra. À, em đừng như vậy mà Phương. Phương à, nghe nói đi em. Anh xin lỗi em mà Phương. Phương ơi. Anh nghe cho rõ đây. Dạ là quyền của anh. Anh nghĩ là tôi ghen hả? Anh nghĩ là tôi đau khổ với anh hả? Không bao giờ có chuyện đó. Anh là người vi phạm hợp đồng, cho nên tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đó. Từ giờ phút này trở đi, tôi và anh không còn liên quan gì tới nhau nữa. Anh không cho em nói vậy. Em đừng nói vậy mà. Buông ra. Anh xin em mà. Em nói tên anh đi Phương. Nghe nói nè Phương. Phương à Phương. Phương ơi, nghe nói đi Phương. Nghe anh đi. Anh xin em mà Phương. Anh đi về đi. Anh không về. Anh không về đâu. Anh không muốn mất em đâu. Anh muốn tôi chết ở đây thì anh mới vừa lòng hả? Ok, anh sẽ về. Em nghe kỹ nè. Anh sẽ quay lại đây tìm em. Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu Phương. Anh hứa với em, anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa hết. Anh sẽ tìm em. Cùng trắng bên nhau dài lâu. Một phút nông nỗi đổ vỡ. Say đen những điều khó lường. Thần dấu trong tâm trí, đôi ta chẳng thể hòa hợp đối phương. Dần đến ly tan bàng hoàng, chẳng ai thể ngờ. Khi ta còn yêu, đẹp như bức tranh mới điểm màu. Phải nhạt nhòa đi, chỉ khi mình chưa. Bên bờ hạnh phúc phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.